Thưa quý vị, trong ngày hôm nay ngày 20 tháng 11 thì đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại và có chuyến tập huấn 10 ngày tại Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là chuyến tập huấn rất quan trọng với 33 cầu thủ để huấn luyện viên Park Hang-seo và đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup. Vũng Tàu sẽ là địa điểm cho đợt tập huấn của đội tuyển Việt Nam. Nơi đây đảm bảo đầy đủ các yếu tố phù hợp về thời tiết, điều kiện sân bãi chất lượng cao, phục vụ cho kế hoạch của huấn luyện viên Park Hang-seo. Về lực lượng, đội tuyển Việt Nam vẫn giữ nguyên những gương mặt vừa tham dự các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 vừa qua. Trong đó bao gồm cả những cầu thủ được đưa lên từ U23 Việt Nam. Đáng chú ý có các cầu thủ Lê Văn Đô, tiền đạo Trần Văn Đạt và Hồ Thanh Minh. Thanh Minh chính là cầu thủ đã ghi bàn thắng quyết định giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Myanmar để giành suất tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2022 với thành tích nhất bảng. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập huấn tại Vũng Tàu trong khoảng 10 ngày. Đến ngày 1 tháng 12, đội di chuyển sang Singapore và có 5 ngày chuẩn bị cho trận đấu ra quân gặp đội tuyển Lào.